Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định điều chỉnh việc thu hồi diện tích đất mặt nước biển do công ty trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa đang sử dụng tại dự án khu nghỉ mát Anna Mandara. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho hay, sau khi thu diện tích bãi biển trên, toàn bộ khu du lịch Anna Mandara sẽ được giải tỏa để làm công viên phục vụ cộng đồng. Chủ trương này đã có nhiều năm nhưng chưa thực hiện được do công ty trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa chưa hoàn thành dự án mới là khu phức hợp Anna Mandara Cam Ranh tại Bắc bán đảo Cam Ranh để di dời. Ông Tuân khẳng định, ngay khi dự án khu phức hợp Anna Mandara Cam Ranh hoàn thành giai đoạn 1, tỉnh sẽ tiến hành thu hồi bãi biển, giải tỏa khu du lịch Anna Mandara để làm công viên phục vụ cộng đồng. Còn tại Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho hay, tỉnh và Bộ Quốc phòng đang hoàn thiện thủ tục để giải tỏa khách sạn Bình Dương thuộc binh đoàn 15. Khách sạn Bình Dương là một trong 3 khách sạn bên bờ biển Quy Nhơn đã được tỉnh Bình Định chính thức thông báo sẽ giải tỏa để làm công viên. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chia sẻ, toàn bộ không gian ven biển của vịnh Quy Nhơn là để cho người dân được hưởng lợi, phục vụ cho cộng đồng. Việc giải tỏa di rời các khách ven biển là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của tỉnh phải thực hiện. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.